cho mọi người, đây là chợ đêm Đà Lạt lúc 5 giờ sáng nha mọi người. Đó, mình tranh thủ ở đây lúc 5 giờ sáng nha. Nói chung là mình đây cũng hơi muộn cho nên bây giờ đã bán hết rồi. Để quay cho mọi người xem nè, mình sẽ kiếm chỗ mình ăn sáng, mình quay kiếm chỗ ăn sáng nè. Không có lạnh, nói chung là chắc khoảng 14-15 độ nhưng mà không có lạnh, không có gió nên không có lạnh lắm nha mọi người. Thứ nhất là không lạnh, mình đi được tháng 2 vừa rồi trời lạnh tê tái luôn, đợt này mình đi thì không có lạnh. Mình đi xe Phương Trang lúc 9 giờ mà 3 giờ sáng là đã tới rồi. Mình tới mình ở phòng tạm chút thời gian, bây giờ mình đi ra chợ nha. Đó, bán rất là nhiều, buổi sáng nó bán rất là nhiều, cái gì cũng có. Đi một vòng bên cái chợ Đà Lạt mọi người xem ha. Và đồ ăn nè. Tôi 10.000 cái nha mọi người ta. Đó. Ngon ha. Rồi mình đi tiếp. Tay rất là nhiều ha. Wow, nho, cô bán nho. Em ơi, cái nho Đà Lạt nè. Đây không chị. Tại vì buổi sáng á cho nên cái chỗ này nó chưa có bán nấu ăn trắng nướng nha mọi người. Mấy lần mình hay lên ăn trắng nướng á, chạy đi chứ chỗ này chở ngại mà. Em ơi có đúng cà phê nữa đó, vẫn có bán sữa đậu nành. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ ăn sáng thôi, mình sẽ quay lại mình uống sữa đậu nành nha. Mọi người thấy cái chiếc màn hình đó là con dốc huyền thoại đó nha mọi người. Khi mà tối thứ bảy hoặc là tối cuối tuần á, tối thứ sáu tới thứ bảy là cái dốc đó nó sẽ rất là đông, mọi người sẽ lên tới ăn dầu lắc nè, rồi ăn bánh tráng nướng rất là đông. Và chỗ này thì buổi tối người ta bán người ta chạy rất là nhiều, nhưng bây giờ là 5 giờ sáng mà chủ yếu là buôn bán thôi cho nên không có rất là đông nè. Có một số khách sạn nằm ở đây luôn ha. Làm biết cái bậc thang huyền thoại đó, đó là bán rất nhiều. Bây giờ là bắt đầu người ta bán, cũng người ta dọn về bớt ở đây nha mọi người. Dọn rồi, giờ chợ vắng rồi. Bây giờ sắp sáng rồi cho nên chợ vắng rồi. Mình sẽ lên mình coi thử có cái gì trên đó không ha. Cái cây rất là nhiều nha mọi người. Nắp thăng lên thiên đường ở đây nè, tối đông lắm. Bây giờ là buổi sáng như là không có người, năm buổi sáng nó không có người, tối thì rất là đông ha. Ở trên này thì mình sẽ nhìn xuống mình thấy toàn cảnh Đà Lạt ha. Người có vừa trời Đà Lạt lúc 5 giờ sáng đẹp không? Đẹp ha, rất là đẹp luôn. Mình lên trên này mình dừng lại mình ăn bánh tiêu với lại xanh nếp thang tí xíu nha mọi người. Rồi đó.